Trang trại chủ phú này nằm giữa thôn Khả Lý Hạ, phường Quảng Minh, thị xã Việt Yên, Bắc Giang, là của gia đình ông Tạ Văn Mậu, được gây dựng 10 năm qua. Mỗi năm thu nhập từ vườn ao chuồng đem lại cho gia đình ông hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng, nhiều tháng nay, gia đình ông Mậu đứng ngồi không yên vì bỗng dưng nhận được thông báo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân thị xã Việt Yên. Cũng không rõ vì không có cái phương tiện hay là thư từ hay là đơn từ gì của các cấp lãnh đạo cho gia đình tôi biết về pháp luật vi phạm hay thừa thiếu, nó rõ ràng cụ thể, tất cả đều không có đến bây giờ. Ông Mậu cho biết năm 2013-2014 thực hiện chủ trương dồn điền đổi thừa, ông cùng 5 hộ khác đã nhúp được phiếu tại khu vực dọc hồ. Trong đó ông nhúp được phiếu số 4, gia đình ông Tạ Văn Tác, vợ là bà Tấn nhúp được phiếu số 5. Đến thời điểm giao ruộng, do gia đình ông Tác đi miền Nam không có nhu cầu sản xuất nên đã nhượng lại phiếu số 5 cho gia đình ông để lấy ở vị trí khác. Xong việc này chỉ nói miệng mà không có giấy ủy quyền. Nhúp cái số thứ tự thì cũng chỉ biết là bảo ông bà ấy là vẫn thân nhân gia đình để lại cho cái số thứ tự thôi. Nhưng vì chỉ bằng miệng cho nên là nó mới dẫn đến cái chuyện là có nhưng bây giờ lại thành không. Nên là nó khó, nên là muốn hay không muốn thì gia đình cũng đề nghị các cấp giúp đỡ về phần trắng đen cho rõ ràng. Điều đáng nói, sau thời gian nhúp phiếu tại khu vực dọc hồ, ngoài 5,7 quy của gia đình, ông Mậu còn mua của ông Dụng 4,2 quy và được tiểu ban dồn điền đổi thửa đo, giao đất trên thực địa với tổng số lao động 9,9 quy. Ngày 18 tháng 9 năm 2015, gia đình ông được Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 6.038m². Sự việc bẵng đi gần 10 năm sau, bỗng dưng gia đình ông Tác đi miền Nam về, tố cáo tiểu ban dồn điền đổi thửa thôn Khả Lý Hạ và đòi lại diện tích ruộng khu vực dọc hồ đã nhúp được phiếu số 5. Tại vì tôi với anh Mậu đã thống nhất với nhau là cho anh Mậu làm đấu thầu. Tại vì như thế. Nhưng cũng làm miệng. Cũng làm miệng. Không có giấy. Không có giấy. Chúng tôi thừa nhận là cái việc chúng tôi đã trao đổi với nhau, đồng ý nhau, thỏa thuận với nhau và mồm nó là không còn giá trị. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên đã tìm gặp ông Đỗ Văn Cơ, trưởng tiểu ban dồn điền đổi thửa của thôn Khả Lý Hạ năm 2013. Ông Cơ cho biết, do công tác dồn điền đổi thửa của thôn là làm điểm nên chưa có kinh nghiệm. Bởi vậy, khi có ý kiến của hai hộ thì tiểu ban đã giao ruộng cho gia đình ông Mậu mà không có biên bản. Xong mọi việc đều được niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn. Nếu có vấn đề gì cần chỉnh sửa sai số về khẩu, về quy, về diện tích hay là có cái tổng hợp gì đấy cần bổ sung hay là ghép thêm vào hay tách thêm ra thì bắt đầu xong khi tổng hợp cái đấy rồi mà không ai kiến gì thì tổ chuyên môn mới cái ban dồn điền đổi thửa bắt đầu mới triển khai ra thực địa. Theo hồ sơ dồn điền đổi thửa năm 2013, gia đình ông Tác được chia ruộng ở bãi rậm xứ đồng trên. Diện tích này được ông Mậu đấu thầu trả sản hàng năm. Vậy nhưng 10 năm qua, gia đình ông Tác, bà Tấn lại không hề biết ruộng của mình ở đâu. Mà ở làng này từ trước giờ cho đấu thầu ruộng là toàn nói với nhau bằng mồm thôi. Và ông bà đi về, ông bà cũng không quan tâm nó ở vị trí nào. Không. Ranh giới ở đâu. Vâng. Tuy nhiên, theo nhiều người dân trong thôn, việc gia đình ông Tác không biết ruộng của mình được chia ở xứ đồng là vô lý. Vì ông Mậu ông mua cái quy ấy là hết ruộng rồi. Nhà Tân Tác thì phải chạy sang cái chỗ bên chỗ ông Bích bây giờ là nó có mò mả. Thế là không lấy nữa. Nhận trên đồng. Thì nhờ như lại nhờ ông Mậu là nhúp phiếu họ. Thì tôi thấy là cái việc đi về của gia đình nhà bà Tấn là thường xuyên. Vẫn còn một cháu là con gái vẫn ăn học ở nhà mà vẫn chứng kiến tất cả các vấn đề về ruộng nương đất đai. Nông dân chúng tôi cái kế sinh nhai là mảnh đất. Nó thiết thực vô cùng đến cái đời sống mà bây giờ bà lại làm ngơ như thế thì bà là người thiếu trách nhiệm với lại chính quyền thôn mà vô trách nhiệm với lại chính cả mình. Chính vì lẽ đó mà khi xảy ra tranh chấp, Ủy ban nhân dân phường Quảng Minh đã tiến hành xác minh, hòa giải giữa hai gia đình tới 4 lần. Dù bất thành, nhưng xã vẫn khẳng định.
Thực chất thì tiểu ban thửa là không chia ruộng cho gia đình bà Tấn Tác ở vị trí phiếu số 5 khu Dục Hồ mà hộ gia đình đã nhận được, mà chia cho hộ gia đình ở các xứ đồng khác, ghép vào phiếu của một số hộ thôn ở xứ đồng khác. Trong quá trình xác minh hồ sơ Ủy ban nhân dân phường Quảng Minh gửi đến, trên cơ sở xem xét giải quyết tố cáo của công dân, Ủy ban nhân dân thị xã Việt Yên đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất này của gia đình ông Mậu với lý do. Trên cơ sở kết quả kiểm tra xác minh thì xác định là trong cái diện tích cấp giấy chứng nhận cho gia đình ông Mậu tại cái giấy chứng nhận mà đang xem xét giải quyết ấy, thì không hoàn toàn là diện tích gia đình ông Mậu được giao, mà có diện tích thuộc phiếu số 5 mà trước đây là gia đình ông Tạ Văn Tác đã nhúp được. Qua xem xét hồ sơ vụ việc, luật sư nhận định. Gia đình ông Mậu hiện nay là được chia khu đất đấy, thế gia đình ông Tác nói rằng chưa được chia, nhưng mà theo như cái dữ liệu ở trong báo cáo rồi liền đổi thửa là đã được chia rồi. Vậy thì Ủy ban nhân dân xã Quảng Minh đã xác minh chưa? Là nếu mà đã được chia thì cái diện tích đấy bây giờ đang ở đâu, được ghi nhận hồ sơ trong sổ mục kê bản đồ địa chính như thế nào, chưa thấy thể hiện. Mà nếu chưa được chia thì vì sao lại chưa được chia cũng không thấy được làm rõ nội dung này ạ. Không đồng tình với quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Mậu đã làm đơn khiếu nại gửi Ủy ban nhân dân thị xã Việt Yên và đề nghị làm rõ trách nhiệm của các bên nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình. Và ai sẽ chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà bao công sức tiền của gia đình ông đã đầu tư vào mảnh đất này 10 năm qua?